Hello, chào mọi người. Thì hôm nay mình chia sẻ cái kinh nghiệm sửa cái mic, sửa cái nhầm cái điều khiển móc. Với trường hợp đây là cái điều khiển Sony mà khách mang tới này. Thì mình có sửa có nhiều cái điều khiển như thế này rồi. Nên là mình có chút kinh nghiệm. Đối với khiển Sony này á thì trước tiên là mình tháo nhá, mình sửa đơn mình nói luôn. Mình tháo ra một cái này, mình cái nắp đít mình vút nhẹ về sau này, lấy ra này, mình lấy pin ra, rồi sau đó ở đây nó có cái gờ thì mình cạy nó ra thôi. Cái gờ này thì mình cạy nhẹ thôi vì nó gãy cái gờ thì sau này nó lắp nó không chắc. Cạy ở mép này này, cái này nó rất là khá là khít nên cạy cạy nhẹ nhàng đó, đâm cái dao nhọn nhọn đoạn ở mép gờ đấy, mọi người thấy rõ không? Thì chúng ta cạy nhẹ nhẹ thôi, một đoạn là cạy một cái. Cạy đừng chiếu một đoạn nó hư ấy, nó hư người ta đi ấy. Rồi. Một bên là sang bên này, tiếp tục bên này. Cái dao Thái Lan này thì mọi người cũng đừng để sắc quá, mài mài bớt đi cho nó cùn đi. Mình lấy kiểu mình cạy chữa thôi chứ mình không để cắt hay gì. Cứ một đoạn nó có cái gờ, mình căn một đoạn theo cái tỷ lệ nó có cái gờ thì mình cạy lên. Đây mình lấy ra này, đây là mặt sau của khiển, được khiển cái móc này, mặt trước nó là gờ nhẹ nhẹ ra này. Đây thì chưa biết cái này bị gì, đây mình nhìn sơ qua này có hơi ẩm nước rồi này, cũng chẳng biết là camera có thấy không. Để mình xoay rõ này. Mình nhìn bằng mắt thường thì nhìn kỹ thì thấy đây có một cái hơi ít hơi nước. Thì mình cũng chia sẻ luôn là cái này nó hay bị chập chờn thì thường thường là cũng do kiểu như nước vào ấy. Một là cái này nó dỉ sét này, nó không ăn này. Hai là cái trường hợp là nước vào nó ẩm ướt. Chạm với cái mạch này thì nó sẽ chập chờn và dẫn đến khiển không được. Còn nguyên nhân khác là thì hư bo mạch. Một cái bo điều khiển này thì cái đó thì nếu mà hư thì mình không nói tới. Thì trước tiên thì mình dùng một cái tai kiểu như giống như sóng thơm ấy, nước rửa mạch ấy, mình gọi là cái này nước rửa mạch. Thì mình chà nhẹ ở trên mặt này này, mình chà mặt, không chà mặt này, mình dễ ăn mòn của các cái đường điện kia đi, mình chà mặt này thôi. Mọi người không có nước này có thể đem ra chà xà bông nhé, chà xà bông giặt đồ bình thường ấy, chà nước bình thường. Với điều kiện chà xong rồi đem phơi khô đi rồi hãy lắp cũng được. Dùng cái bàn chải nào mà nó mềm ấy. Nhưng mình dùng cái bát đánh răng. Chứ đừng có dùng cái bàn chải lớn, tại vì cái linh kiện ở trên này nó dán nó rất là nhỏ ấy. Dùng cái lớn thì khi mình chà nó bay cái linh kiện đi ra ngoài mất. Cái mảnh nó rất là nhỏ. Cái này mình có thể dùng khăn khăn đập mình lau sạch thôi. Những cái chỗ nào có mạch thì mình chà. Những cái chỗ này không có thì mình tay mình dùng khăn mình lau sạch đi. Nếu mà có nước thì phải lau sạch cái khăn này. Không có nước thì mình cũng cứ lau qua, chẳng sao cả. Mình lau từ nữa, cái mặt này cũng có ảnh hưởng rất lớn này. Theo mình thì mình cũng nên dùng một cái khăn sạch, khăn giống như khó khăn vải bông mịn ấy. Mình có dùng tay tạm để mình lau qua. Nhiều khi con nước nó hay chập chờn đấy.
tất cả cái này đều đánh qua nó sạch. Cái điều khiển nó rất là nhạy cảm, nó dễ ẩm ướt hay là bị bẩn hay là bị gì đó thì nó đều ảnh hưởng đến nó. Này thì bàn chải khô, chải vuốt 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 nhẹ cho nó quay hết cái bụi này. Và tiếp theo là mình lắp lại. Thường thường thì sửa đơn giản như vậy thôi. Còn một cái nữa là nhiều khi cái này nó hay bong mấy cái mối hàn ở chỗ cái đầu pin này này, nó cứ lấy ra lấy vào như bong mối hàn đấy, thì nó cũng bị là không ăn. Nhưng mà cái trường hợp này mình nhìn sơ qua thì nó không thấy bong mối hàn gì cả, nên là mình sẽ không phải hàn nữa, không chấm. Đối với điều khiển này thì mình chấm lại thì nó không bong. Mình nghĩ là cái này nó bị nước vào nó ẩm ướt đấy, nên nó chạm chập ở đâu thì nó sẽ không khiển được thôi. Khiển này thì nó mua ở ngoài thị trường thì khá là đắt. Khiển là khiển TV Sony có giọng nói này, nút giọng nói này. Chủ nhà báo thì hơn 1 triệu nhưng mà hình như không tới. Chắc cũng mấy trăm ngàn. Chiều 2, chiều 3 đó. Một triệu hai, một triệu ba thì đối với người ta mua chứ mình lấy về thì mấy trăm ngàn được hả? Ai? Mẹ em hả? Mấy trăm ngàn thôi. Thì người ta bán về ta lấy lời ra nhiều quá. Nó lắp lại như vị trí ban đầu thôi. Cái này thì theo mình nghĩ thì lắp lại mà không được thì bỏ luôn, mà được thì nó được luôn thôi. Nói thật là không được thì mình hết cách, vì hầu hết là mình chữa là chủ yếu là nó kiểu như bị chập, chạm chập hay là vào nước như vậy. Ok, mình dẫn vào nó có vào cái người được rồi. Đây anh mượn cái điện thoại em này. Thì mình lắp bị lại pin thôi. Pin thì dùng pin này nó không được tốt lắm nhé. Dùng pin Panasonic thì tốt hơn. Pin này nó dùng như là nên dùng pin tốt thì pin này nó hay bị oxy hóa hai đầu á. Nên dùng lâu mà nó cứ để im trong này nó hay bị oxy hóa lắm khi hết pin đấy. Vocam. Mình cũng hướng dẫn luôn là cái cách mà để xem cái điều kiện này tốt hay là hư này. Thì trước tiên là mình nhấn vào camera. Camera thì nhấn camera mặt trước hay mặt sau đều được, nhưng mà theo mình thì mặt trước thì nên rõ nó dễ hơn. Thì nếu mà là mặt sau thì mình để thế này, mình sẽ để cái này vô camera. Camera thì hiện tại thì nó không thấy được. Thôi mình để mặt trước đi, thì mình sẽ chuyển qua mặt trước. Đây, sau đấy mặt trước thì mình sẽ soi cái này vô camera này. Cái này là mình hơi lóa ấy. Để nhấn. Mình nhấn cái này tại vì mình soi này thì mình nhìn mọi người thấy được. Nói chung là ở đây có một cái bóng đèn báo hiệu này. Thì mình chỉnh đưa mặt vào camera và cái bóng đèn đấy vào camera mình nhấn. Thì mình nhấn làm sao mà thấy đấy, cái này mình thấy sáng rồi này, vừa sáng quá mà camera vẫn mở nhỉ. Đây hai cục pin Panasonic đi, thì mình nhấn thì mình thấy sáng rồi mọi người ạ. Mình chỉ nhá, bật camera lên xong rồi cái mặt này chỗ cái bóng led vừa nãy á, bóng led ở trên cái bo này. Mình dọi vào hướng cái camera xong rồi mình nhấn. Mình sẽ nhìn lên camera nó sẽ nhanh, nó sẽ nháy sáng. Như thế là ok. Này thì mình thay luôn cục pin này, pin này nó không tốt.
Ok, mình nhấn lên sáng cái này. Thì đấy là cái này là bị chắc là bị vô nước là mình trà nó dần nó hết rồi, nó sạch rồi. Thì mình nhấn lên mình thấy sáng rồi, như mọi người nhấn đấy. Nhớ là cái mắt camera chỗ nào thì mình đưa cái bóng đèn led này vào chỗ đó. Rồi mình rồi mình nhấn nút. Khi mình nhấn nút bất kỳ chỗ này là cái nó sẽ hiện lên camera nó nháy sáng nháy sáng nháy sáng màu đỏ. Thì mình nhìn nhìn rõ vào mình và mình đưa sát vào nó sẽ thấy. Đấy, đấy là mình cũng chia sẻ cái kinh nghiệm mà sửa cái điều khiển nó hay bị như vậy. Đối với cái móc này, đối với trường hợp nhiều cái móc khác có thể bị nó khác, hoặc là bị hư IC hay là chập chờn mạch gì đó, hay là hư cái đường khác thì mình nói, nhưng mà cái trường hợp dễ nhất là nó hay bị vào nước ẩm ướt và bụi bặm hay là cái gì nó nhấn nó che mất cái nút đấy, hoặc là liệt nút gãy nút, hoặc là nó bị cái mỏ hàn nó bị lỏng với cái mỏ hàn cho cái chỗ pin nên mình lấy ra lấy vào nhiều ấy, nó rung ấy. Ok, chào mọi người nhé.